à, lại là mình đây và dĩ nhiên là trong một lúc mình quay luôn bốn cái video các bạn ạ đây dưa vàng à dưa xanh cochia melody blue một cái cây bụi quả của nhật các bạn ơi quả lâu năm nhá đừng nhìn nó thế này nhưng nó lâu năm mà nó nở hoa liên tục ấy các bạn bạn nhìn thế này đây này cái cây này đã được trồng được ba năm rồi chính là cây đầu tiên mà mình mang về đấy đầu tiên mà em họ mình mang từ nước ngoài về từ nhật về qua hải quan khá là khó khăn với cái cây này, thì nó là cây có bồ đất, đây bạn nhìn này, những cái cành cũ nó bị đấy hết đi rồi, cây này thì hoa nó cứ nhỏ nhỏ như những ánh sao trời thế này thôi, mà quanh năm suốt tháng nó đều có những cái xanh xanh như thế, nên bạn cứ cành mới lên là nó sẽ có xanh ở đầu cành này, nó già quá thì nó sẽ chết những cái cành cũ đi các bạn ơi, để những cái cành cũ ở dưới nó chết và những cái cành mới nó đâm lên, cái cây này thì cái bụi của nó nó hơi bị nịch nạc. nạc. Bản thân cây này thì nó chịu được cả bóng lẫn lẫn <laughs> là bóng dâm Cả bóng dâm lẫn ánh nắng mặt trời tức là mình trồng nắng 100% cả ngày cũng được Mà cái chỗ này thì chỉ có nắng nửa ngày thôi này Cũng không hẳn là nửa ngày đâu Với cái cây này thì mình thực ra chả biết nói cái gì đâu Vì mình cũng không chăm sóc Mình cứ trồng mà mình vất đấy thôi Và nó đẹp như thế này các bạn này thì các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Hoa nó rất là đẹp nhá nó rất là xinh đẹp như những ánh sao trời luôn Mình thích cái kiểu hoa nhỏ nhỏ như này nên là mình nhìn nó rất là đẹp Cái quan trọng nhất là nó nở hoa quanh năm suốt tháng ấy các bạn Bạn à. nhìn thấy những cái nụ hoa tàn đúng không ạ? Nụ hoa tàn và những nụ hoa mới này Mình gần như là mình sẽ không phân biệt được là cái nụ hoa tàn và nụ hoa mới đâu Vì nó tàn cái cánh nó rụng đi là nó giống như là cái nụ hoa thôi Dần dần khi cái cành này già nó tự nó khô thì thì những cái cành này nó đã vươn lên rồi nên lúc nào nhìn nó cũng xanh tốt như thế này rất là đẹp à? thực sự mà nói này, chẳng biết giới thiệu gì về cây này. vì từ ngày mình trồng thì mình thấy nó khỏe như trâu ấy. mình thì mình chưa trồng ở chỗ uống nước bao giờ. cái này là cây đầu tiên mình trồng ở đây. và nó vẫn ở đây luôn các bạn ạ. À. đây này. cái bụi của nó nó nan rất là nhiều nhá. không phải là nó chỉ có một cái bụi này đâu, nó nan ra cả bên này nữa đây này các bạn này. Đây mấy cái cành bên này mình đã bẻ đi rồi này đây, Các bạn nhìn thấy không Mấy cành bên này mình đã bẻ đi rồi này Đấy trên nó lan ra cả bên này nữa trở thành một cái bụi to lắm ấy Đây các bạn nhìn thấy những cành nó chết này Đây bạn đây Tại vì là mình sợ nó át chết cái cây lựu cảnh nhật của mình đây cái Cây lựu bé tẹo tía teo này Các bạn biết cái cây này là mấy năm tuổi rồi không Nhìn nó bé như thế thôi nhưng mà nó cũng 4-5 năm tuổi rồi đấy Vừa là do mình trồng thiếu sáp mình không chăm nữa nhưng mà cái cây này nó cũng lớn chậm Nó chỉ bé như này thôi, hoa nó cũng bé, cây nó cũng bé, lá nó cũng bé các bạn ạ à. Ôi mình này nạc đến mất rồi, mình đang nói về cây này mà Đây, giới thiệu cây này Cây này là một cây đáng trồng cho những bạn lười như mình Ba cây mình vừa giới thiệu Đây Cochia, Melody, Blue này, Phong Trúc này Và cá đỏ này Đều là những cái cây, cây dành cho những người lười <laughs> Vì những cái cây này khi mà các bạn trồng này các bạn biết không quả nó cũng không mọc được luôn các bạn ạ Bạn chỉ phải làm quả thời gian đầu thôi khi nó cứng cáp rồi Thì quả cũng không mọc được nhé Thế nên là rất là lười đây mình trồng luôn ba cây ở một chỗ này Với cây phong trúc và cây cochia này thì quả nó không mọc được Chào các bạn nhé